Trong sáng thì chúng ta sẽ làm được tất cả và chúng ta sẽ nhân rộng cái tình yêu thương của mọi người nha. Thưa quý vị, đây là bức tranh của bác sĩ Đức, giám đốc bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Dương sẽ gửi cho chương trình để làm chương trình đấu giá ngày hôm nay nhằm gây quỹ cho chương trình hoạt động những hoạt động chương trình sắp tới của Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế Bình Dương cùng với các anh chị em ở Sài Gòn. Thưa quý vị, sân khấu hiện tại bây giờ bức tranh của chúng ta có giá khởi điểm là 1.800.000 đồng. Và mức giá khởi điểm của bức tranh tăng của chúng ta một bức tranh theo với hình hoa sen, giá khởi điểm của chúng ta là 1.800.000 đồng. Bao nhiêu ạ? Vâng, đây. Hiện tại thì bức tranh của chúng ta đã được từ từ lên giá một cách rất là bất ngờ, thưa quý vị. Càng thân thiết, càng dễ thương và càng may mắn. 6 triệu cho hoa sen. Vâng, đúng rồi. Bác sĩ của chúng ta đã đưa ra với mức giá là 6 triệu đồng cho bức tranh chữ tâm và hình hoa sen vừa rồi á. Vâng, bác sĩ quý, 6 triệu. Bác sĩ quý với giá là 6 triệu đồng á. Chị Trung à, như thế nào chị à? Chị Trung à? Vâng, tiếp tục, xin mời chị Trung. 6 triệu rưỡi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là cái những cái sản phẩm đấu giá trên đây, mức giá của chúng ta càng ngày càng được nâng lên. Nhưng những vị khách của chúng ta khi đưa ra một mức giá, chúng tôi quan sát kỹ thấy nụ cười ở trên môi của các chị chúng ta mở ra. Rất là tươi, rất là vui. Và hiện tại mức giá của chúng ta hiện tại là 100.000 đồng rồi ạ. Thưa quý vị, chị Trung đúng không ạ? Chị Trung đã đưa ra với mức giá là 6.500.000 đồng. Thưa quý vị, bức tranh theo chữ tâm với hình hoa sen quốc hoa của Việt Nam của chúng ta hiện tại đã được chị Trung đưa ra với mức giá cao nhất là 6.500.000 đồng. Và các chị chúng ta có thể đúng rồi, quý vị quan khách chúng ta có thể nhìn ngắm bức tranh thật kỹ đi ạ. Đây là một bức tranh thêu rất là đẹp và được làm và bằng những cái nguyên liệu thiên nhiên rất là kỳ công của gia đình bác sĩ Đức. Này thì vui lòng có thể giới thiệu chị đến từ tỉnh nào và hiện tại chị đang công tác ở một cái doanh nghiệp tư nhân hoặc là một đơn vị công an nào? Xin mời. Mong nữa xin mời quý vị chúng ta cho một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng vị khán giả của chúng ta sở hữu